chuyện rằng mấy thằng quan tham chức trọng quyền cao quý, quyền cao chức trọng bao hàng, bao hàng rất to hoài. Phải ngồi tu mới thấy dục nhã mặt mò, mặt mò mặt dày, vì tham nên phải bao tù danh ba vạn bán nó không nghĩ đồng nói không hiểu gì, toàn cúi mặt đen đi gì. Trước tòa cúi mặt đen đi nương nhẹ cho khi say lầm sao quan án hương tâm mi, sao trước qua không biết nhục không cầm lòng ta giờ chẳng ta hiện ta đi nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.